tiền đấy mà vẫn nhà cao cửa rộng đầy đủ, chả thiếu cái đéo cả. Ít mẹ chúng mày coi thường cái con già này cái nhỉ, chúng mày cứ lúc nào cũng coi người ta là xấu xí, xấu nhưng người ta vẫn kiếm ra tiền, người ta vẫn cuộc sống đầy đủ nhá, vẫn chả thiếu cái đéo gì cả. Ít mẹ à, mày còn hơn chúng mày nhiều thằng, còn ít con nhà có cửa, nhà còn đi thuê xe để đi có đi mượn điện thoại, thì tổ sư bố mày điện thoại khẻ à, đã bằng ra chưa à? Tổ sư bố mày đi làm này thoạt giá lên cổ, có lỗi 10 triệu một tháng không à, có tiền ăn không, đủ tiền đổ xăng không, mà còn cứ đi chê người ta là riêng nó dại với xấu, cái loại chó ngu như con lợn ấy. Khi nào mà mình làm lương hơn người ta mà cuộc sống hơn người ta thì ăn chê mà nói thẳng nhá, mày hơn đi, cái mày hơn tiền hay như nào dối con cụ tổ mày, nhà gia đình nhà mày đúng không, mày ấm cái bản thân nhà mày, tao chẳng liên quan đéo gì cả, cái loại chó ngu như con lợn. Ghét như chó ngày nặng vào làm nhớ nói tiền nong đây không hay ho gì cả, đây không mà thích khích khoe tiền nhá, nhưng mà nhiều cái loại súc vật là cứ coi thường con già, đành phải đi mẹ chúng mày nhìn cái tiền tao chưa, tao không phải thích khoe nhưng vì chúng mày quá coi thường tao, có hiểu không? Nhiều cái loại súc vật chúng mày cứ nghĩ là con này già xấu, nhưng mà để chúng mày nhìn cái tiền của tao chưa, đấy mà chỉ là cái số lẻ vớ vẩn, tao đi chợ địt mẹ mua hoa quả vớ vẩn xỉ sẵn thôi, có hiểu không? Tao thì tất nhiên là không bằng những cái con idol trẻ trung rồi, chúng nó ngày nó vài hộp thì chúng nó tháng có thể vài trăm triệu, mình chỉ ngày 4 sao và là thỉnh thoảng được 5 sao. Như thế là đủ đớp rồi, Việt Nam như thế nào, nói chung là 10 triệu ở Việt Nam là thừa sức để ăn tiêu hàng tháng đúng không? Mà nhất là mình đấu chồng con thì mẹ một ngày đến đớp 100 nghìn là hết chân tường gì? Làm gì đến 100 nghìn? 50 nghìn tiền thịt mẹ rau của áo nếu gọi là 60 nghìn, làm sao đớp hết được 50 nghìn? Mà trong đó mình còn béo như này còn đớp gì lắm? À, đúng không? Mẹ với Việt Nam mà tháng 10 triệu thì nó thừa. Người ta già, người ta xấu nhưng ta vẫn kiếm ra tiền.
Khi nào tao lên cái video này mà đi, mẹ không có thằng nào đập cho cái sao nào thì là cái loại vớ vẩn vứt đĩa vét đĩa mà cái loại phải cần phải đi xuống mẹ đi lên đi làm cái đéo để cho nó dơ mặt lồn ra. Nhưng mà ngày nào con già này vẫn 4 sao đều đi bắt tranh nhá. Hàng tháng lương nó trả. Nó có yêu cầu mày tương bao nhiêu tuổi nó mới phải được làm idol đâu. Đúng không? Nó có tuyển rằng là mày phải xinh đẹp mày mới làm idol được đâu. Còn mình xấu hơn nó thì mình là 4 sao 3 sao đã là tử tế là tốt lắm rồi. Kệ mẹ nó chứ. Mẹ mày đẹp thì ấm bản thân mày, mày nhiều tiền hơn tao, còn tao xấu hơn mày, tao ít hơn. Ừ. Miễn làm sao là cứ tháng đủ đất là được rồi. Còn thế nào nữa? À, mà còn thế nào nữa? Mẹ có tài cán cũng lên làm idol đi. Ngày 4 sao đấy bắt tranh đi.